Lê Văn Lâm ok này. 0364637531. Lê Văn Lâm 0364. Nãy rất mạng, đứng mạng luôn nha. 0364637 0364637 0364637531 531. 0364637531 0364637531. Lê Văn Lâm nè, đã lạ nè, lạ nhưng mà nhiệt tình nè. Ok Lê Văn Lâm. Phạm Văn Tuân rồi không nghe máy. Ok nè, Yến Nhi ok rồi nè. Mai Trường Y nhắn lại cái số điện thoại nè. Thúy Nga à, Thúy Nga chỉ còn có bao lì xì ở đây chưa lấy đúng không ta? Thúy Nga không? 0827. Thúy Nga là fan VIP nè. 003379. Về phương Đông có tên trong danh sách không ta? Về phương Đông sao không thấy tên trong danh sách vậy? Về phương Đông bữa 1-1-2 không có chơi đúng không? Thúy Nga gọi không có máy nè. Số máy này đang đi với số máy khác nè nha. Từ từ gọi lại sau. Về phương Đông đâu sao không thấy trong danh sách? Công Thành. Công Thành nè. 0949. Công Thành này là nhiệt tình nè. 493455. 0949 493455. Công Thành nhiệt tình đó, đúng rồi đó. Công Thành là trước tham gia lấy rượu nhiều lắm nè. Năm nay sẽ tặng gạo sạch cho anh em, mỗi bao về 10kg, 20kg. Quay trúng thưởng gạo sạch nha. Gạo trồng sạch sẽ lắm. Công ty nhà đất đã góp. Công ty đang chi Bình Thuận là sản xuất trồng gạo luôn, trồng lúa gạo luôn nha, trồng sạch. Quay thưởng cho anh em. Đang gọi cho Công Thành này, 0949493455 này nha. Không bắt máy, số máy hiện giờ đang đi với số máy khác. Đặng Ngọc Khánh nè, cũng nhiệt tình nè. 0979 nè. Chuẩn bị gặt lúa, cái đợt này gặt lúa sạch xong rồi xay ra làm gạo ngon lành. Gạo sạch, đóng bao 10kg, 20kg. Quay thưởng cho anh em, chơi vậy đó nha. Vừa có gạo ăn đó. Chơi thiết thực, có tiền, có lúa, có gạo. Không có chơi tào lao. Làm cái gì ra tiền thì làm nha. 0979581481 0979581481 0979581481. Đặng Ngọc Khánh. Đặng Ngọc Khánh này là hồi trước là hay tham gia nhiệt tình lắm nè. Bữa có phiếu sao không có tên trong này về phương Đông? Về phương Đông tên gì nữa không? Có tên gì khác không? Khánh ơi em, anh Trí đây. À anh nạp cạc vô cái số này nha.
anh nạp cạc vô cái số này nha, bữa hôm mùng 1, mùng 2 Tết mày có một phiếu đấy, anh nạp vô cái số 0979581481 này nha. Rồi rồi, rồi đúng rồi đó. Đặng Ngọc Khánh này, thằng này nhiệt tình lắm này. Này cái đợt mà mới phát triển fanpage là nó tới cũng tham gia nhiệt tình lắm. Tội, tội chi sử đi. 0979 581481 0979 581481 0979 581481 enter cái ấn cái nhập rồi lúa ra lúa là xong rồi. 0979 581481 nè. Rồi không có lộn cái khác, lộn cái khác là xong phim luôn. Đặng Ngọc Khánh ok nè. Rồi còn ai nữa đâu? Hết rồi. Xong mấy rồi? Trung Thành nè, Nhân Lệ nè, vui gửi số điện thoại nha. Nhân Lệ với Trung Thành nha. Sầu Hồng Gai đúng không? Có. À, về phương Đông thì không có, nhưng mà Sầu Hồng Gai là hình như có nha, để coi. Thấy chưa? Đó, mà tao cái đầu tao nhớ ghê lắm. Giờ cái đùa đâu. Sầu Hồng Gai. Cái gì đây? Lan Nguyễn nghe cho Hồng Gai đâu? Đinh gì? Trương Hiếu, Lục Bá, Nguyễn Kim. Nhớ cái tên Sầu Hồng Gai nè. Sầu Hồng Gai. Sầu Hồng Gai những cái đợt nào rồi mày ơi? Sầu Hồng Gai là cái chỗ bữa đó là quay một ăn cả ngã về không là không có được phiếu nha. Đó, còn cái phiếu này là phiếu mùng 1, mùng 2. Cái này là lì xì mùng 1, mùng 2. Còn Sầu Hồng Gai là lúc tham gia vô là lúc là quýnh bài cào, hiểu không? Đó, tổng cộng hết vô, gom vô một cái bao lì xì đó. Rồi bà Diễm Phương Lê bà trúng đấy. Đó. À, Sầu Hồng Gai nào mà có danh sách này, đúng chưa? À, trật rồi nha. Sầu Hồng Gai trật qua bên danh sách mà một ăn cả ngã về không rồi. Hiểu chưa? Em nữa hả? Bên em mãi mãi hả? Hai sức rồi một sức nữa hả? Chu Bá Phúc là hai sức rồi. Rồi Chu thì Kiều An cũng mới lấy rồi nha. Chẳng đợi. Cậu ai nữa đâu? Phạm Văn Tân gọi kêu bắt máy nè. Nhân Lệ là chưa có số điện thoại nè. Trung Thành là chưa có số điện thoại nè. 1481 xong rồi nha. Rồi. Sao? Giải tán nha. Chu Thị Kiều An mà bốn sức hả? Được không hả? Chu Thị Kiều An là một sức bên này nè. Chu Bá Quốc là Chu Thị Kiều An đúng rồi. Bên này có Chu Thị Kiều An phải không? Chu Thị Kiều An, Chu Bá Phúc. Chu Bá Phúc, Chu Thị Kiều An. Chu Bá Phúc là hai phần rồi nè. Chu Thị Kiều An là một phần nè. Phần nào nữa? Chu Thị Kiều An. À, Chu Bá Quốc. Chu Bá Quốc đúng rồi. Như vậy là Chu Thị Kiều An, Chu Bá Quốc là hai phần nha. Chu Thị Kiều An, Chu Bá Quốc là hai phần. Đúng rồi đấy. Ông chơi hai cái tên. Chu Thị Kiều An, Chu Bá Quốc một phần nữa. Là thành hai phần nè, đánh dấu vô này, hai phần nè. Là xong rồi, xong dòng họ Chu nè. Thanh toán, nạp vô. Nạp cho Chu Thị Kiều An này nha. 0846 677 995
0846 677 995, 0846 0846 677 995, đúng rồi. Thấy chưa? Nhiều nick chơi, một người chơi đó, mấy người chơi luôn. Đó. Bốn sức luôn, thấy chưa? Ông này không biết là một người chơi hay là hai người chơi mà bốn sức luôn. Đúng luật lệ là không quan trọng một hai hai người, đúng luật đúng lệ là chơi chứ không có mà. Sắp tới là tặng gạo sạch nha. Tặng gạo sạch thì không biết vận chuyển sao đây. Mấy ông ở ngồi tỉnh thì bây giờ không lẽ đưa 10-20 kg gạo đóng thùng vô đi chuyển đi là chuyển sao? Tặng gạo tới đây lấy. Câu ai nữa không? Câu ai nữa không? Ông nói, ông nội ơi, cái gì? Ông nội ơi, cái miệng ông bớt lại. Ông về cái nhà tao, tao muốn nói gì tao nói mày. Sao mày vô duyên vậy? Ai biểu mày vô đây mày coi. Thằng hạt lê gì kia? Thằng hạt lê, con hạt lê gì đấy? Cái Facebook của tao, tao muốn lên tao nói gì tao nói, đúng không? Ai biểu mày nhảy vô đây mày coi. Mày lượn đi giùm tao cái nha. Phần của em đâu hả? Khen võ là nick nào? Khen võ không thấy trên danh sách nha, khen võ. Không có khen võ trong danh sách nha. Hoặc là khen võ chơi cái nick nào nha. Rồi, ok chưa? Còn ai nữa không? Qua đình ngự sinh hả? Qua đình ngự sinh thấy quen quen mà sao mà không có trong danh sách này nha. Không có, qua đình ngự sinh không có trong danh sách mùa 1, mùa 2. Hay là có chơi cái nick khác không? Xong chưa? Rồi nha, hết rồi nha. Tướng hình đã, tướng hình mùa 1, mùa 2 có chơi không? Mùa 1, mùa 2 có chơi không mà bây giờ hỏi có không? Cái này là cái phần lì xì ngày mùa 1, mùa 2 nha. Trung Thành nè, chưa lãnh nè. Trung Thành là chưa có số điện thoại nè. Nhân Lệ với Trung Thành thôi, còn hai người thôi. Trung Thành với Nhân Lệ. Trung Thành với Nhân Lệ thấy cái livestream này thì nhắn tin vô dùm cái nha, hoặc là gọi cho 0857586666 nha. Lê Văn Lâm là ok, là Phạm Văn Tuân nè, 0793736586 này, gọi không bắt máy nè. Đó, rảnh thì gọi lại nha. Công Thành gọi không bắt máy nè, Công Thành là 0949493455 gọi không bắt máy nè, Thí Nga gọi không bắt máy nè nha. Trương Hiếu là đi học nè, cho nên gọi không bắt máy nè, ok nè, nha. À, Trương Hiếu hả? Trương Hiếu anh mới gọi nè. Trương Hiếu 0949 492 492 đuôi. Đúng rồi. Trương Hiếu là 0949308492 hả? Không chín bốn chín ba không tám. Trương Hiếu đúng rồi nè, có Trương Hiếu nè. Không gọi, không bắt máy. Dạ alo. À, Trương Hiếu mà sao đứa nào bắt máy vậy? Dạ con là chị của Trương Hiếu, tại nó đi học. À, đi học hả? Rồi rồi rồi. Bây giờ nạp vô cái số này cho nó nha. Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Chị mày đi học. Thằng này học sinh mảnh lanh lắm. Tới lượng qua ở đây quá trời nè. 0949 0949 0949 0949 308 492
0949 308 492, 0949 308 492. Rồi, ok Trương Hiếu nè. Đang đi học nè, chị bắt máy nè. Ok luôn, này uy tín nè. Này nhiệt tình lắm nè. À, em có phần em hai cái áo hả? Áo gửi hết rồi nha. Áo gửi hết rồi. Áo gửi hết rồi mà chưa nhận được áo thì cứ nhắn vô fanpage nha. Áo nhiều lắm. Rồi ok nha. Toàn bộ đã có hết rồi nha. Còn những ai mà gọi điện thoại mà không bắt máy thì gọi lại dùm cái nha. Con cái livestream này thì gọi lại. Những người gọi điện không bắt máy này, và những người chưa cho số điện thoại này, nhân lệ nè. Nhân lệ là chưa cho số điện thoại này, Trung Thành là chưa cho số điện thoại này, Phạm Văn Tân là gọi điện không máy nè. Phạm Văn Tân là 0793 736586 nè. Gọi tưởng ai đòi nợ không bắt máy nè. Mai Trường Y cho lại số điện thoại nè. Thí Nga 0827003379 gọi không bắt máy nè. Công Thành là 0949 493455 gọi không bắt máy nè nha. Rồi còn những người khác là xong hết rồi đó, có hết rồi nha. Hồng Thắm này gọi không bắt máy nè. Hồng Thắm là 0982171359 gọi không bắt máy nè nha. Ok nha. Lan Nguyễn xong rồi nè, đó, ok hết rồi nè. Nguyễn Hữu Mậu là lấy từ Tết đây nè, đúng rồi. Quốc Thiên xong rồi. Rồi xong hết rồi nè. Tôn Thị Hương nè, đang ở Canada này, không biết là nạp cho số nào nè nha. Hùng Cái Thúc Nam nè, ok hết rồi nè. Anh Lê Thế nè, để nhắn cho anh Lê Thế nè. Đúng rồi, Lê Thế còn một phiếu nè. Lê Thế biết cái lượng số. Em Tuấn Huỳnh, em có trong danh sách tên gì đâu mà em chưa có. Danh sách tên em là gì? 112 á. Danh sách 112 ở đây không có tên Tuấn Huỳnh mà sao em không có là sao? Không có trong danh sách thì không có là đúng rồi, gì nữa. Nhân Lệ hả? Không, dùng cái nick Nhân Lệ chứ không có nick này được nha. Cái nick nào mà bữa trước ghi Nhân Lệ nha. Anh nghe anh trai. Em đang ở Phan Thiết này nè. Dạ. 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 À, anh biết Hồ Bảy Quốc Hùng không? Chỗ nha, chỗ công ty em 81A Phạm Đình Ngư, gần Hồ Bảy Quốc Hùng á. Chừng nào đây sao? Tại vì đầu giờ chiều là có thợ lính này chạy lên. Cả 2 giờ kém á. Anh cứ để lên bàn đi, anh cứ để lên bàn của anh đi. Ủa, đi xe đi rồi hả? Bây giờ 1:30 anh chạy tới đâu? Rồi, được, ngay cái đèn xanh đèn đỏ ở chỗ khu công nghiệp đó đúng không? Rồi, được, đó, anh chạy ra nha. Rồi, ok anh ra nha. 2 giờ kém không? Rồi, tới đó chờ em xíu chạy ra nha. Rồi, cảm ơn anh trai. Rồi xong hết chưa? Xong hết rồi nha. Tạm biệt nha. Nick nè hả? Không được, Nhân Lệ. Cái này là Nhân Lệ CNCBT không đúng nha. Ghi rõ ràng nè. Nhân Lệ đàng hoàng này nha. Xíu thứ 16 nha. Lấy cái nick bữa hôm chơi á, lấy cái nick Nhân Lệ nha. Nhân Lệ nè, Trung Thành nè nha. Hiện đúng cái nick lên mới có. À, Zalo là Nhân Lệ hả? À, Zalo là Nhân Lệ đúng không? Rồi, hiểu rồi. Lê Văn Lâm hả? Cảm ơn nhiều hả? À, lãnh rồi mà đúng không? Nhận rồi. Nhân Lệ đúng không? Zalo đúng rồi, lấy cái này trong Zalo. Nhân Lệ là 09 nè, 26 nè. Mấy cái này là phải đi hết chứ không có mà giữ nhà làm gì đâu nha. Cái này là ông thầy đầu năm coi rồi. Phát hết bức lọc bước về, đúng hay không?
thầy nói là phát hết cái này, danh sách này phải phát hết, rồi lộc nó sẽ về với con đó. Nhân lệ là 0926 nè, 26337622 nè, 0926337622. Anh em mà chiến sao mà chia sẻ mà khách nó tới nó mua thêm 4 5 lô nữa trong tháng giêng này nè. Đi quay một vòng đi nạp vô, đi nạp vô một vòng nữa, được không? Nạp thậm chí nạp hai vòng nữa nha. Đó, mới bán được 4 5 lô à. Bán được chục lô là đi nạp một vòng nữa. Alo? Alo. À anh Nhân Lệ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À bữa trước là lấy qua cái Zalo đúng không? À cứ tưởng Facebook, ok, rồi, bây giờ nạp cho số này luôn nha. Dạ, đúng rồi. Rồi, ok, rồi, thank you. Không, nạp cạc mà. Nạp cạc hay nạp cạc với tài khoản gì đâu. À, còn muốn bắn qua tài khoản đúng không? Bắn qua tài khoản, nhắn số tài khoản đây nha. Được luôn, ok luôn, muốn gì tiền cái đó. Nạp cạc nhưng mà cần diễn vô tài khoản cũng được, không sao hết. Chơi linh động nha. Dạ em nhận được rồi ha. Rồi cảm ơn Lê Văn Lâm nha. Cảm ơn Lê Văn Lâm ủng hộ nha. Rồi ông Nhân Lệ nhắn qua dùm cái số tài khoản qua cái số đuôi tứ quý 6 đấy. Rồi mình sẽ chuyển khoản qua nha nha. Cảm ơn anh em. Không có anh em thì không có bán hàng được đâu nha. Anh em mà không ủng hộ là không bán hàng được. Nè những cái số điện thoại mà đang đi với số khác nè, Mai Trường Y nè, không cho số nè. Mai Trường Y nhắn số là Thúy Nga gọi không bắt máy nè. À, số máy này đang nằm đè trên số máy khác này nha. Công Thành gọi không bắt máy nè. Trung Thành thì chưa có số điện thoại nè, đúng không? Đó. Ông Nhân Lệ thì chuyển qua tài khoản bây giờ, đúng không? Trời ổng bấm qua tài khoản, ổng không cần nạp cạc. Rồi ok luôn. Còn các thành phần khác là xong hết rồi nha. Hồng Thấm là gọi không bắt máy nè. Còn những người nào mà kêu vô mà có em mà không có danh sách là không có được nha. Có em mà có trong danh sách này mới được. Rồi, được chưa? Xong hết chưa? Còn khiếu nại gì nữa không? Em không có là nghỉ chơi luôn à, mày nghỉ thì mày nghỉ chứ tao cần chơi lại. Một hai năm vô chơi bây giờ mày vô mày đòi cạn rồi mày cứ nghỉ chơi. Tào lao. Đi sự khác chơi đi. Không có trong danh sách. Tên thì không có danh sách, tên gì không biết. Mà nghỉ chơi à. Thanh HT có trong danh sách không? Không có trong danh sách nha. Thanh HT không có trong danh sách nha. Mùng 1, mùng 2 chơi mới có trong danh sách này. Đó, vài bữa chơi lại nha. Vài bữa chơi lại. Có trong danh sách mùng 1, mùng 2 nè nha anh em nha. Danh sách mùng 1, mùng 2 lì xì đấy. Bận quá, nhiều việc quá, đi coi đất, đi mua đất rồi, đi dẫn khách, đi tùm lum tà la tà lạ hết trơn, đi công chứng tùm lum hết nha. Nhân Lệ ơi, gửi cái tài khoản qua đây. Một 101 triệu, rồi 105 triệu, 1.000 mét vuông. Còn hàng 1.000 mét vuông, 101 triệu, 105 triệu, 500 mét vuông thì có 50 triệu 500 ngàn thôi. Đấy, rẻ như cho. Vừa bán vừa cho. Thổ cư thì có 409, 650, 700, 750, tá lã, đủ loại nha. Gần khu công nghiệp. Năm nay là phát triển chủ yếu là gần khu công nghiệp. Năm nay phát triển chủ yếu gần khu công nghiệp, bán cho công nhân, anh em lao động, bán giá rẻ, bán đại gốc có cái nhà nha. Gửi sổ đất mẫu có 1.000 trụ thanh long. Sao gửi sao? Gửi sổ đất mẫu có 1.000 trụ thanh long hả? Là sổ nào Đặng Quốc Tiến? Thì
thị phần thị trường chủ yếu năm nay hướng về là gần khu công nghiệp Phan Thiết, gần dự án Nguyên Bình, gần dự án Lại An Viên là trúng. Nếu mà đất mà xây nhà ở thì gần cận lân cận đó là trúng nha. Còn đất nông nghiệp là cái trục quốc lộ 28 nè, cây số 19 đường dẫn cao tốc kênh Châu Tá Đệ Ninh đó. Đấy, đó là khu đó là trúng. Có mấy điểm như vậy, tập trung vô mà làm thôi nha. Đó. À, gửi qua Zalo hả? Một mẫu mà ngàn tuổi lâm gửi qua Zalo. Cảm ơn Đặng Tí nha, gửi qua Tí coi rồi. Dạ, Tí bán được mấy lô Tí mua cho. Nếu mình Tí bán được mấy lô thì nha. Nè, sổ cả vườn đó, giúp mày bán mấy 2-3 sổ đi. Người ta mua đất ra. Nhắn qua Zalo rồi hả? Zalo này đang live stream mong ơi. Nhắn lệ. Nhắn qua có số điện thoại đi. Đừng có nhắn Zalo, nhắn lệ nhá. Đang ngồi chờ một mình nhắn lệ xong là giải tán ngủ trưa nè. Nhắn qua chứa điện thoại á. Zalo này đang ngồi live stream. Có mấy mà đang xài Zalo đang live stream đây nè. Nha. Đó, anh em nào cần bán đất thì hợp tác ở đây nha. Tí bán được 2-3 sổ thôi là tí mua sổ của anh em, đúng không? Sổ tí sổ giá rẻ, sổ anh em sổ giá cao. 2-3 sổ của tí đổi sổ của anh em đó. Đi kêu khách tới bán có tiền mặt tôi mua lại cho. giúp nhau. Làm ăn là giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến tới, đúng không? Bây giờ giúp qua giúp lại nó mới trụ được chứ, nó mới sống được qua ngày chứ, đúng không? Anh em chia sẻ đó. Anh em chia sẻ. Cái lúc mà Tí mua vô là Tí luôn bán ra được, Tí mới mua vô. Bán ra mà không được mua vô tiền đâu mua vô. Cho nên cái lúc mà Tí mua vô ồ ạt á là lúc đó Tí bán ra nhiều. Tí bán ra được nhiều. Tí cứ mua vô ồ ạt hiểu chưa? Đó. Anh em mình mỗi anh em ở đây là coi vừa chơi livestream mà vừa cộng tác. Mua nhà đất ở gốc. Đấy, bán cái mấy đồng đất nông nghiệp bao nhiêu anh, 1.000 mét vuông á là 101 triệu, có hàng nha Lê Dũng, gần đường dẫn lên cao tốc. Còn mấy sổ đó 101 triệu, 1.000 mét vuông mà Lê Dũng mua cái 500-600 mét có 50-60 triệu thôi nha. Còn đất thổ cư là 4.9 trở lên, 5.5-6.9 là mặt tiền nhiều hết nha. Đánh thì qua đây tham khảo qua làm tiếp nha. Có nguyên tắc hàng hóa là gì nó cứ vậy thôi nha. Mình bán mình lưu thông được, mình có tiền mặt mình mới đi mua chỗ khác được. Chứ giờ không bán hàng của mình mà không bán được thì tiền đâu mình đi mua chỗ khác. Đó. Người này mua người kia mua người nọ thì thị trường nó lưu thông. Đó. Chứ thị trường nó đứng là đâu có mua được nữa đâu. Mà bây giờ đang lưu thông trở lại rồi đấy nha. Cứ gỡ sổ qua đi. Thị trường đang lưu thông trở lại rồi. Đang chờ ông Nhân Lệ, ông nhắn cái tài khoản qua này. Ô bục. Thâm Cường, Hàm Thuận Nam. Nó hơi sâu đó nha Đặng Quốc Tiến nha. Cái chỗ Hàm Cường, Hàm Thuận Nam này nó hơi sâu đó nha. Cứ thả cái giá qua đây rồi có hướng binh anh Tí binh cho nha Đặng Quốc Tiến. Cứ thả cái giá qua. 42.000 mét vuông là 4 mẫu 2 đấy. Mình đùa đâu. Ok Đặng Quốc Tiến nha. Giá để sao đó Đặng Quốc Tiến nhắn luôn cho anh Trí nha. Ở thì ra mua thì ra công chứng liền không? Chọn sổ xong rồi mua thì mình ra công chứng.
Thời buổi có vịt em làm anh ơi. Chào chào Văn Cương nha. Nhắn cái gì không có hiểu. Vẫn làm online bình thường nha. Đó. Dịch đâu nữa đâu, hết dịch rồi. Làm online bình thường. Anh chị em nào càng bán ruộng bán vườn gì đó cứ gửi sổ ở đây. Rồi anh chị em cũng có thể dắt khách tới tới đây giao dịch nha. Tư vấn chuyển đổi cư rồi tách thửa rồi chăm vườn đó, trang trại đang mở những cái trang trại 3-4 ngàn mét vuông bán lại cho các nhà đầu tư. Thời Covid em làm chi ơi là sao? Thời Covid em làm chi ơi là sao? Đất gần khu nghiệp xây nhà ở xây liền, thổ cư sổ sẵn hết rồi. Thì 600-700 thì vay được ngân hàng 500. 600-700-800-900 vay được ngân hàng 500-600. Rồi xây cái nhà lại ở từ từ trả cho ngân hàng. Không có nợ là không có tài sản đâu. Nha. Có nợ nó mới thúc đẩy làm ăn. Đừng có sợ vay ngân hàng. Rồi 3.5 tỷ ok Đặng Quốc Tiến nha. Số tài khoản Lê Hồng Nhân đúng không? Vietcombank hả? Vietcombank có Vietcombank luôn. Anh em nào mà giới thiệu được những cái lô đất, những khu đất rẻ đẹp mà nhà đất đã góp tiêu thụ được á, các nhà đầu tư của nhà đất đã góp mua thì sẽ cũng có hoa hồng nha, 10 triệu, 20 triệu gì đó cho anh em uống cà phê. VCB, Vietcombank. Không 621 000 417309. Lê Hồng Nhân đúng rồi. Rồi, không bao nhiêu hết, nhưng mà đây là cánh lộc nha, Lê Hồng Nhân nha. Nhân Lê nha. Ok nè. Nhân Lệ, Nhân Lê này, ok rồi đấy, nhá. Anh em có thể hợp tác bằng cách á, là gửi những cái sản phẩm ở nơi khác người ta cần bán, gửi vô đây, đúng không? Đó, giá gốc hợp lý hợp lệ thì sẽ có bên thu mua. Bên nhà đất trả gốc có nguyên cái đầu thu mua rất là lớn. Tập hợp những nhà đầu tư toàn quốc luôn. Đó. Anh em bán được những cái hàng của nhà đất đã góp là cũng có hoa hồng. Đó, anh em ăn được hai đầu là nha. Anh em ăn được hai đầu, giao lưu hai đầu. Đó, mọi người đều tới đây làm được hết, thấy không? Khuyến khích, khuyến khích mọi người làm. Rồi muốn mua nhà mà không có tiền nhiều, 200-300 triệu vẫn mua được căn nhà ở nha. Ok nha. Đó, chúc may mắn là mua này bán đất là chắc nhận rồi đúng không? Đó. Lọc vô rồi đấy nha, Nhân Lệ nha. Thì tí không có nhiều thời gian đi chạy công việc rất là nhiều đúng không? Nhiều khi anh em nhắn tin là không có trả lời được ngay. Có gì tới công ty luôn, có nhân viên tiếp anh em nha. Đi coi đất, đi coi nhà. Từ từ làm thì đừng có nghĩ là 200-300 triệu là không mua đất, không mua nhà được. Vay mua được. Có 50 triệu sao mua được, anh mua được nha. Anh bán cho em 500 mét vuông 50 triệu. Sony nha. Anh Trí bán cho em 500 mét vuông có 50 triệu đầu tư được nha. Tất cả anh Trí tạo ra cái cơ chế, tạo ra cái cách mua bán là người nào ít tiền cũng mua được nha. Chào Tống Phan nha. Suni này 08 này 57586666. Anh Trí đã hỗ trợ cho nhiều người có đất có nhà rồi nha. Suni nha, 50 triệu cứ tới gần đây mua một lô đất nông nghiệp trước
Chỗ sẵn. Từ từ mình sở hữu đất xong rồi mình mới chăm chút mảnh đất, mình yêu thương mảnh đất rồi mình mới làm ra tiền được. Đó, an cư lạc nghiệp là ở chỗ đó đấy nha. Hạ Sony cứ 0857586666 ép Zalo vô đi nha. Vào đâu có cạc ha. Mùng 1, mùng 2 Nhân Lê gửi rồi đấy. Lê Hồng Nhân nhận đơn nha. Lê Hồng Nhân nè, tiền đã vô tài khoản của Lê Hồng Nhân rồi nha. À, đất xã Tiến Lợi hết rồi em ơi. Hạ Sunny ơi, đất xã Tiến Lợi hợp đức trí bán có 200, 201, 203, 250, bây giờ người ta bán 800 triệu, có tỷ bạc hết rồi. Giờ còn đất ở Phong Nẵm, ở đất ở gần khu công nghiệp Phan Thiết thì còn đông dân dẫn đông rồi. Không đất anh hả? Đất thì cứ lên fanpage á, Nhân Lê này, đất thì cứ lên fanpage mà lấy nha. Đó đây đấy, thông tin đây đó nhiều, trang Facebook cá nhân của Trí nhiều, tại vì bung mà cái này là Trí bung theo số lượng lớn. Trí đại diện cho nhiều nhà đầu tư bung theo số lượng lớn, hàng ngàn sổ đỏ là nha. Giao dịch một năm giao dịch hàng ngàn sổ đỏ ở đây là đó, làm cò mồi cò công thôi, nhưng mà người ta uy tín, người ta đổ sổ vô đây làm nhiều lắm. Thì mình bán ra được, mình thu tiền mặt vô, rồi nhà đầu tư thu tiền mặt vô, rồi nhà đầu tư mới rút tiền tiếp để mua thêm vô, thị trường nó mới lưu thông. Ban đầu trước Trí cũng không có nhiều đất đâu. Ban đầu Trí không có nhiều đất, từ từ làm. Có cái lô ban đầu rồi, có ví dụ như hồi trước mua 500-700 mét đất nông nghiệp gì đó, rồi sau đó mình xin quy hoạch, mình chuyển thổ cư, mình xây nhà, mình ở xong mình thấy mình chán quá, mình đi dời chỗ khác, mình bán lời được mình bán, thì từ từ nó nhân lên anh em mà. Rồi cũng phải mua đi bán lại, mua phi thương mất phú, phi thương thì bất phú nha, phải tham gia vô mua bán, mua cái vùng mua bán. Chứ bây giờ anh em mà không mua bán là sang năm anh em cũng không có cái nhà đâu. Anh em phải tham gia vô mua bán nhà, anh em mới rành tham gia vô mua bán đất luôn, mới rành đất rành nhà, rồi anh em từ từ anh em có nhà có đất liền. Chứ chưa thấy ai mà tham gia vô mua bán nhà 4-5 năm mà không có nhà hết, họ cũng kiếm được, họ mua được đó. Thực sự muốn có cái gì thì hãy nhảy vô giành giật nó, ngồi ngó ngồi nghĩ ngồi cứ băn khoăn ngồi suy tư ngồi lao không ra được cái gì đâu. Không làm không hành động thì năm sau nó cũng vậy à, không có được cái gì mới đâu nha. Làm liền đi. Trí hỗ trợ gì có được cái gì về kiến thức, về tư vấn, về các kiểu kinh nghiệm gì đó, Trí chia sẻ lại cho nha, không có lo. Nó cũng đơn giản thôi. Ban đầu thì vô mình thấy sổ đỏ này, sổ đỏ kia nó phức tạp, phức tột, nhưng mà cứ từ từ là nó đơn giản, mọi chuyện đơn giản lại hết nha. Nên là làm gì làm giữ cái uy tín là còn ok đó. Làm ví dụ như uy tín, đừng có lấy cọc của người ta. Ví dụ như người ta đặt cọc cho mình 50 triệu đúng không, 20 triệu người ta không mua nữa, thôi trả tiền lại cho người ta, không có lấy cọc đó. Hồi giờ cho nên cái cách của Trí là không có lấy cọc, cho nên người này kéo người kia tới giao dịch giới thiệu nhau, rồi lúc Trí cần quy động tiền, quy động vốn để làm, người ta vẫn đổ tiền vô cho Trí làm. Trong cái giai đoạn mà nó thậm chí trong những cái giai đoạn nó khó khăn, người ta vẫn đổ tiền vô cho Trí làm là do Trí uy tín, giữ được cái uy tín, hình dung chưa? Có nhiều người đưa với nhau 2-3 tỷ, 3-4 tỷ không ghi tờ giấy lộn, không. Còn nhiều đứa nó cho mượn 500 ngàn nó bắt ghi cái tờ giấy, đó là cái do cái đẳng cấp của sự uy tín, đó. Cái uy tín nó tạo nên cái đẳng cấp của con người. Cho nên anh em mình giữ uy tín là ok, đừng lấy cọc của người ta, đừng bao giờ, đừng có buôn bán, đừng có lấy cọc, đừng có bắt người ta trả mất tiền cọc, trả lại cho người ta, không mua không bán nữa thì trả cọc lại, đừng có bắt cọc. Từ khi nào mà người nào mà buôn bán mà mất uy tín quá đúng không đó, người ta mình cọc tiền cho người ta rồi người ta thấy bán cho người khác lời hơn người ta bán cho người khác mất, là mình bắt đền cọc là đúng, là cái trường hợp đó bắt phải đền là đúng rồi đó. Chứ mà người ta cũng mua của mình, mua đất mua nhà của mình, người ta cọc 50%, người ta kẹt quá, người ta muốn xin tiền cọc lại, cho người ta lại đi, đừng có lấy tiền cọc. Như vậy nó an lành nè, rồi nó nhân với khách hàng mình lên nhiều lắm. Thì
Thì hiện giờ những sản phẩm là 490 triệu, 650 triệu, 700, 800, 900, 1 tỷ, thậm chí 1 tỷ đổ lên. Đưa 50 triệu trước là mua đã góp được sổ sẵn nha. Còn muốn đầu tư rẻ, chưa biết cách đầu tư, muốn an toàn, vô trong này là sổ sẵn, có 500m², 700m², 800m², chỉ có 5, 7, 80 triệu thôi là mua được một sổ đất rồi nha. Mua được sổ thứ nhất, với mày mò nghiên cứu mua thêm sổ thứ hai, rồi từ từ mới có đất. Không, từ từ mới có nhiều đất được. Chứ bây giờ mà không có cái giao dịch đầu tiên thì sẽ không phát sinh những giao dịch tiếp theo đâu. Đó, thì phải lao vô làm. Đó, có Tết ha, lần quần chuẩn bị tới Tết nữa giờ. Tết năm nay xong rồi qua Tết năm nữa, rồi qua Tết năm nữa, mấy cái Tết là hết đời người mẹ rồi, chưa làm được cái gì hết, đúng không? Đó, cho nên phải làm nhanh, tranh thủ thời gian, cố gắng phấn đấu, làm không có lề mề. Đó, cái nhây là làm ra được gì đó, vô là tốc hành làm liền nha. Rồi, không còn ai khiếu nại gì về cái việc mà nập cạc 112 đúng không? Ok nha, hẹn gặp lại nha. Đó, anh chị em chia sẻ dùm cho livestream của nhà đất Đại Gốc, rồi để người ta biết, người ta tới mua đất mua nhà, rồi Trí phát lọc cho anh chị em nha. Cảm ơn tháng giêng mà như vậy là ok rồi đấy nha. Tháng giêng như vậy là tốt rồi, tháng giêng mà buôn bán được 4-5 lô bán ra như vậy là ok rồi. Em muốn góp cổ phần 800 triệu, mỗi kỳ lời bao nhiêu anh Trí? Anh Trí không có cho vay lãi nha, bên em mãi mãi, cho nên là không có lấy tiền góp nha, có đầu tư vô đất thì được nha. Bên em mãi mãi đầu tư vô đất thì ok. Đó, đầu tư vô mua chung với Trí, rồi sau khi bán ra mình thanh toán tiền là nhìn bao nhiêu đó là được, hoặc là mua đất bán lại ok luôn, chứ anh Trí không có cho vay đâu nha, cho nên không có lấy, không có nhận tiền lãi vô nha. Đó, đất thì nhiều cái, nhiều khi nó trúng thì 800 thành tỷ 6 là bình thường, rồi nhiều khi nó chậm thì 800 lời cái 50 thành 8,5 thôi nha. Nó không có cố định. Đó, nó không có cố định nha. Bên này mãi mãi, bên này là quyết toán lợi nhuận bằng đất, bằng giá trị đất sinh lãi nha. Bên này mãi mãi, chứ bên này không có cho vay ra lại cố định, cho nên là không có nhận mức cố định đâu. Ví dụ như đầu tư vô khu này với Trí 10 lô bỏ 85 triệu vô. Đó, 10 lô đó, sau khi bán hết 10 lô đó là bao nhiêu thì chia cổ phần ra. Bên này mãi mãi hình dung chưa? Đó, có thể là trong 2-3 tháng mà lời tới 50% có đấy, hoặc là một năm có thể lời 100%, một năm có thể lời 30%, có cái một năm không lời luôn. Đó, tùy theo cái hạng mục mà mình đầu tư vô nha. Bên em mãi mãi thăm muốn quan tâm thì có tới công ty nha. Em bỏ 800 cho anh đầu tư, em được lãi thì chắc chắn sẽ có lãi rồi. Bên em mãi mãi à nha, thì chọn cái sản phẩm là thôi, chọn đất nông nghiệp hay là đất thổ cư. Bây giờ bên em mãi mãi có thể bỏ vô các cái gói mà đầu tư vô trang trại nông trại đó nha, đầu tư vô nông trại trang trại làm 2-3 ngàn m² gì đó bán ra nha. Anh em nào mà quan tâm thì cứ Zalo giải trí 0857586666 nha. Nghỉ trưa xíu nha, 12 rưỡi là nghỉ trưa nha anh em nha.